Đèo Mẻ Pia là một con đèo nổi tiếng ở Cao Bằng, nằm trên quốc lộ 4A. Chiều dài con đèo là 2,5 km, kéo dài từ xã Xuân Trường đến tận trung tâm Bảo Lạc. Đây là một huyện giáp biên giới Trung Quốc. Con đèo này gồm có 14 tầng dốc với những khúc cua, khúc khuỷu, quanh co. Phía hai bên đèo là những dãy núi cao dựng đứng, vực sâu thăm thẳm. Đèo Mẻ Pia có từ thời Pháp thuộc. Vốn dĩ nó là một con đường mòn chỉ để cưỡi ngựa đi qua. Đoạn rộng nhất của con đèo này chỉ rơi vào khoảng 40 cm. Cho đến tận năm 2009, con đèo mới được khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 2011. Giờ đây con đèo đã được mở rộng và thông thoáng hơn, với bề ngang khoảng chừng 5 m. Đây là một trong những tuyến đường hiểm trở nhất vùng Đông Bắc Bộ. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá.